Kính thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua mối quan hệ việt nam campuchia đã trải qua không ít sóng gió từ câu chuyện gây tranh cãi xoay quanh dự án kênh đào phù nam techchow các cuộc biểu tình với tinh thần dân tộc cực đoan chống lại việt nam của cộng đồng campuchia ở nước ngoài sự phản đối hợp tác trong khuôn khổ clv cho đến quyết định đầy bất ngờ của ông hun sen chủ tịch thượng viện campuchia khi rút lui khỏi clv tất cả những sự kiện này như những đợt sóng ngầm dậy lên khiến dư luận không khỏi lo ngại về những dạn nứt trong mối quan hệ vốn đầy thăng trầm giữa hai quốc gia. Thế nhưng vượt lên trên những phản ứng mang tính cảm xúc của một bộ phận người dân ở cả hai phía, chính phủ hai nước vẫn duy trì được tinh thần gắn bó và thái độ hòa hảo. Điều này được minh chứng rõ ràng qua chuyến thăm chính thức của quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến Việt Nam, nơi ông được tiếp đón bằng lòng nhiệt thành và sự trang trọng đặc biệt. Chuyến thăm còn thu hút sự quan tâm sâu sắc của truyền thông Việt Nam với hàng loạt bài viết phân tích chi tiết phản ánh tầm quan trọng của sự kiện này. Vậy điều gì đã khiến Việt Nam dù vừa đối diện với hàng loạt sự việc dễ gây chia rẽ vẫn đặt trọng tâm lớn vào việc củng cố tình hữu nghị với Campuchia? Điều này không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong việc xây dựng mối quan hệ ổn định với láng giềng mà còn khẳng định rằng hòa bình và hợp tác khu vực luôn là ưu tiên hàng đầu. Mời quý vị cùng chúng tôi đi sâu phân tích để hiểu rõ hơn về những thông điệp mà Việt Nam muốn gửi gắm qua sự kiện này, để có cái nhìn sâu sắc hơn, chúng ta cùng nhìn lại chuyến thăm đầy ý nghĩa của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến Việt Nam vừa qua. Từ ngày 28 đến 29 tháng 11 năm 2024, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Campuchia đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong không khí trang trọng, Quốc vương đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những biểu tượng của sự hy sinh cao cả và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc. Lễ đón chính thức do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì diễn ra với nghi thức trọng thể. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã có những cuộc hội kiến ý nghĩa, cùng nhau thưởng trà tại không gian cổ kính của văn miếu Quốc Tử Giám. Tại các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới Quốc vương Norodom Sihamoni đồng thời chuyển lời chúc tốt đẹp đến Hoàng Thái Hậu, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuôn Sodari, Thủ tướng Hun Manet và các nhà lãnh đạo Campuchia khác. Lãnh đạo Việt Nam không quên ghi nhận và chúc mừng những thành tựu đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ đối với tầm nhìn và định hướng phát triển mới của Campuchia. Tin tưởng vào một tương lai tươi sáng dưới sự trị vì của quốc vương và sự lãnh đạo của các cơ quan nhà nước Campuchia. Về phía mình, quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hỗ trợ quý báu mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong cuộc chiến chống chế độ diệt chủng và công cuộc xây dựng đất nước. Ông nhấn mạnh mong muốn và quyết tâm cao độ của lãnh đạo cùng nhân dân Campuchia trong việc tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị bền chặt, trường tồn giữa hai quốc gia. Chuyến thăm lần này không chỉ là biểu tượng của tình láng giềng thân thiện mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mối quan hệ song phương góp phần xây dựng hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc cho cả hai dân tộc. Đây chính là cột mốc đáng nhớ ghi dấu cho một chương mới trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia. Nhìn lại những tư liệu vừa đề cập, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu mà Việt Nam đã dành cho Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn mức độ coi trọng đặc biệt mà Việt Nam dành cho chuyến thăm này, chúng ta cần đặt nó trong sự so sánh với các chuyến thăm của những nguyên thủ quốc gia khác từng đến Việt Nam trong thời gian qua. Năm 2024 thực sự là một năm bận rộn đối với ngành ngoại giao Việt Nam, không chỉ tổ chức thành công nhiều chuyến thăm tới các quốc gia, Việt Nam còn đón tiếp hàng loạt nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới. Để có góc nhìn khách quan, hãy so sánh với chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cùng phu nhân. Bulgaria có vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong chiến lược mở rộng quan hệ với Đông Âu. Vì thế, chuyến thăm của tổng thống Bulgaria đã được đón tiếp trọng thể. Ông và phu nhân được mời thăm hai trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các lãnh đạo cấp cao như chủ tịch nước Lương Cường và thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành cho họ sự tiếp đón ân cần và trang trọng. Tuy nhiên khi so sánh Dễ nhận thấy chuyến thăm của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nhận được mức độ quan tâm vượt bậc từ cả chính quyền lẫn truyền thông Việt Nam. Các cơ quan báo chí đã đưa tin rộng rãi và phân tích sâu sắc hơn về ý nghĩa của chuyến thăm này. Điều đó nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia, vốn vượt xa những khía cạnh ngoại giao thông thường. Trong chuyến thăm, Quốc vương Sihamoni không chỉ được Chủ tịch nước Lương Cường đón tiếp với nghi lễ trang trọng mà còn nhận được sự tiếp đón nhiệt thành từ các lãnh đạo cấp cao khác như Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Những cuộc gặp gỡ này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Việt Nam đối với quan hệ song phương. Đáng chú ý, trong buổi gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, vấn đề hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia đã được đưa ra. Thủ tướng đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện cấp giấy tờ hợp lệ cho kiều bào nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định. Lời cam kết tích cực từ phía Quốc hội Campuchia là minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác chân thành và mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia. Đến đây thì chúng ta đặt ra câu hỏi rằng, trước những sự việc tưởng chừng có thể làm lung lay mối quan hệ giữa hai nước như đã nêu ở đầu video, tại sao Việt Nam vẫn dành sự coi trọng đặc biệt cho chuyến thăm của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni lần này? Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhận trọng trách chủ tịch nước vào tháng 7 vừa qua, Campuchia chính là điểm đến trong chuyến công du đầu tiên của ông. Tương tự, ngay sau khi Chủ tịch nước Lương Cường chính thức đảm nhiệm vai trò, ông cũng đã chọn Campuchia là một trong những điểm đến đầu tiên. Song song với đó là sự đón tiếp của Việt Nam dành cho Thủ tướng Hun Manet và Quốc vương Norodom Sihamoni trong những chuyến thăm trước đó. Và chuyến thăm lần này của Quốc vương Campuchia chính là động thái đáp lễ lời mời thân tình từ phía Việt Nam, khẳng định sự gắn bó trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý chính là sự đón tiếp nồng hậu và sự quan tâm vượt bậc của truyền thông Việt Nam dành cho chuyến thăm này. Đây không chỉ là câu chuyện của nghi lễ ngoại giao mà còn ẩn chứa thông điệp sâu sắc về tinh thần hữu nghị và cam kết lâu dài giữa hai dân tộc. Từ trước đến nay, Việt Nam luôn thể hiện rõ quan điểm nhất quán trong việc tôn trọng quyền tự quyết của mọi quốc gia trên thế giới, miễn là những quyết định đó không trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Là một quốc gia độc lập, Việt Nam luôn coi trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào, kể cả là Campuchia, người bạn láng giềng lâu đời. Vì thế, trước những diễn biến gần đây như dự án kênh đào Phù Nam hay quyết định rút lui khỏi CLV của Campuchia, Việt Nam vẫn kiên định thái độ tôn trọng. Dù không thể phủ nhận rằng các quyết định này ít nhiều đã tác động đến sự gắn kết giữa hai quốc gia, nhưng Việt Nam không để những điều đó làm phai nhạt tinh thần hữu nghị vốn có Tinh thần trưởng thành và bản lĩnh trong ngoại giao chính là giữ vững thái độ bình tĩnh, phân định rõ ràng đâu là lợi ích cốt lõi, đâu là những khác biệt không đáng để chia rẽ. Thật vậy, chỉ có những suy nghĩ non nớt mới dễ dàng kết luận rằng khi một bên có hành động không phù hợp thì bên kia lập tức nghỉ chơi. Người trưởng thành, dù là trong quan hệ cá nhân hay quốc gia, đều hiểu rằng mỗi thực thể đều có những ưu tiên riêng và sự hợp tác chỉ thực sự bền vững nếu xuất phát từ những mục tiêu chung. Với Việt Nam, các dự án hay chính sách quan trọng sẽ luôn được thực hiện dựa trên lợi ích quốc gia, bất kể bên ngoài có những ý kiến trái chiều. Campuchia dẫu còn đôi chút thiếu tinh tế trong cách xử lý những vấn đề liên quan đến Việt Nam, nhưng nhìn chung vẫn là một người bạn quan trọng trong khu vực. Như vậy, đôi khi không hài lòng với một số quyết định của nước bạn, Việt Nam vẫn giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập và tự chủ. Bởi lẽ trong thế giới đầy biến động này, không có quốc gia nào, cũng như không có con người nào hoàn toàn tránh khỏi những xung đột về lợi ích hay suy nghĩ. Thế nhưng thay vì để những khác biệt ấy phá vỡ mối quan hệ, điều quan trọng hơn cả là cùng nhau vượt qua, xây dựng một nền tảng bền chặt dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ có như vậy, các mối quan hệ giữa các quốc gia cũng như giữa con người với con người mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế, không phải lúc nào các quốc gia cũng có thể hoàn toàn hài lòng về nhau. Lấy ví dụ như Việt Nam và Mỹ, cho đến nay, Mỹ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và chưa công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Liệu Việt Nam có mong muốn hoặc hài lòng với những quyết định này không? Chắc chắn là không, nhưng điều đó có làm Việt Nam dừng lại, không hợp tác với Mỹ. Trái lại, Việt Nam không chỉ duy trì quan hệ mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa bởi lẽ lợi ích quốc gia luôn là kim chỉ nam dẫn lối. Mối quan hệ với Campuchia cũng vậy, dẫu giữa hai chính phủ đôi khi có những khác biệt hay bất đồng về định hướng chính sách việt nam không vì thế mà lạnh nhạt hay thờ ơ ngược lại chúng ta càng đặt campuchia vào một vị trí quan trọng trong chiến lược đối ngoại bởi lẽ với việt nam campuchia không chỉ là một nước láng giềng mà còn là một đối tác không thể thiếu trong việc đảm bảo lợi ích quốc gia những lợi ích ấy không chỉ gói gọn trong thương mại hay kinh tế song phương mà còn trải rộng đến an ninh biên giới sự đồng thuận trên trường quốc tế và cả tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc vậy điều gì khiến việt nam luôn coi trọng campuchia đến thế câu trả lời nằm ở triết lý ngoại giao đậm chất nhân văn và chiến lược sâu sắc hàng xóm láng giềng là mối quan hệ không thể tách rời việt nam từ lâu đã nhận thức rõ ràng rằng láng giềng như môi với răng môi hở thì răng lạnh và bất ổn của nước bạn láng giềng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự ổn định của chính mình campuchia và việt nam với biên giới núi liền núi sông liền sông không chỉ là đối tác mà còn như những khúc ruột không thể tách rời một số ý kiến cho rằng với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 chỉ đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ, liệu Việt Nam có cần thiết phải đề cao quan hệ với Campuchia như vậy. Tuy nhiên, quan điểm ấy không thể bao quát được toàn bộ giá trị của mối quan hệ này. Campuchia không chỉ mang lại những lợi ích hữu hình về kinh tế mà còn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự ổn định an ninh khu vực biên giới, một nền tảng không thể thiếu để Việt Nam phát triển quan hệ với các cường quốc và tiến xa trên trường quốc tế. Rốt cuộc nếu an ninh quốc gia bất ổn, liệu một đất nước có thể tập trung vào phát triển kinh tế hay mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu? Chắc chắn là không. Vì vậy, việc duy trì mối quan hệ hữu nghị và bền chặt với Campuchia chính là minh chứng sống động cho tầm nhìn dài hạn và sâu sắc của Việt Nam trong ngoại giao và phát triển đất nước. Thế nên cho dù những khúc mắc trong quan hệ có lớn đến đâu, khi đứng trước lựa chọn trở thành đối thủ hay bạn bè, việt nam luôn khéo léo chọn con đường dung hòa gìn giữ hòa bình với nước bạn chính sự khôn ngoan ấy tạo nên nền tảng ổn định giúp đất nước tập trung phát triển bền vững không chỉ với campuchia mà cả với lào việt nam luôn trân trọng mối quan hệ đặc biệt giữa ba quốc gia láng giềng trên bán đảo đông dương nơi chia sẻ chung dòng chảy hạ lưu sông mekong và cùng nắm giữ những đường biên giới liền kề cả trên bộ lẫn trên biển mối quan hệ khăng khít giữa việt nam Lào và Campuchia được hình thành từ những ngày đầu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc. Qua bao thăng trầm của lịch sử, tinh thần đoàn kết, lòng thủy chung son sắt và niềm tin chân thành vẫn luôn là giá trị cốt lõi gắn kết ba dân tộc. Đó là sự đồng lòng giúp đỡ nhau vượt qua thử thách, cùng hiện thực hóa những nhiệm vụ cách mạng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai. Thực tiễn quan hệ quốc tế chỉ rõ rằng xử lý tốt mối quan hệ với các quốc gia láng giềng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi đây là yếu tố then chốt đảm bảo sự ổn định, an ninh chính trị và sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Mối quan hệ giữa các quốc gia sát cận không chỉ chứa đựng cơ hội hợp tác mà còn tiềm tàng những thách thức nhạy cảm. Dù chia sẻ lịch sử, văn hóa và giá trị tương đồng, những khác biệt về lợi ích cùng các yếu tố khách quan và chủ quan đôi lúc cũng làm nảy sinh bất đồng nếu không xử lý bằng sự khôn khéo và nhạy bén, những vấn đề này có thể gây ra hậu quả khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định khu vực. Vì vậy, để kiến tạo một môi trường hòa bình và ổn định, điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của mỗi quốc gia, thì việc xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hòa bình với các nước láng giềng không chỉ là lựa chọn mà còn là nhiệm vụ mang tính chiến lược của mọi quốc gia trên thế giới. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ với láng giềng trong tiến trình đổi mới tư duy đối ngoại theo hướng mở rộng, đa phương hóa và đa dạng hóa, Việt Nam luôn đặt quan hệ hợp tác với các nước láng giềng lên hàng đầu. Điều này sẽ không chỉ là nguyên tắc đối thoại mà còn là định hướng chiến lược mang tầm ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tổ quốc trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Từ năm 1986, Việt Nam khởi đầu một cuộc đổi mới tư duy mang tính cách mạng không ngừng điều chỉnh cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề thời đại và xử lý linh hoạt trước những biến động nhanh chóng của khu vực và thế giới mục tiêu tối thượng là đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững theo đó việt nam luôn coi việc phát triển và củng cố quan hệ đặc biệt giữa ba nước đồng dương là một nguyên tắc sống còn một sự gắn kết của ba dân tộc anh em không chỉ trong công cuộc xây dựng mà còn trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tinh thần quốc tế cao cả này được việt nam giữ vững ngay cả trong giai đoạn đầy thử thách khi trật tự thế giới thay đổi mạnh mẽ sau sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam vẫn kiên định đặt mối quan hệ với các nước láng giềng lên vị trí ưu tiên, coi đó là nền tảng quan trọng trong chính sách đối ngoại. Tại Đại hội 7 năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, đặc biệt với Lào và Campuchia, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau. Qua từng kỳ đại hội, Việt Nam không ngừng khẳng định quan hệ với láng giềng là một trong những ưu tiên hàng đầu, từ chủ trương muốn là bạn, tiến tới sẵn sàng là bạn, trở thành đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Những bước đi đó đã dẫn đến định hướng đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, tạo nên một nền tảng ngoại giao vững chắc. Đại hội 13 của Đảng một lần nữa khẳng định sự kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đây là tầm nhìn chiến lược nhằm đảm bảo vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tiếp tục xây dựng mối quan hệ láng giềng bền chặt và sâu sắc. Vì hòa bình và thịnh vượng chung, Việt Nam tự hào là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trên nền tảng đó, Việt Nam luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước láng giềng Quan điểm này không chỉ phản ánh tinh thần đối ngoại hòa hiếu mà còn thể hiện tư duy chiến lược đặt trọng tâm vào việc hợp tác toàn diện với các đối tác quan trọng, trong đó có Campuchia, người bạn láng giềng gần gũi cả về địa lý lẫn lịch sử. Thật vậy, Việt Nam và Campuchia không chỉ là hai quốc gia chung biên giới mà còn là những người bạn đồng hành qua nhiều thăng trầm lịch sử. Dù đã từng có những hiểu lầm hay mâu thuẫn, mối quan hệ này không bị những rào cản làm phai nhạt mà ngược lại càng trở nên bền chặt hơn qua tinh thần đối thoại chân thành và ý chí vượt qua thử thách. Việt Nam nhận thức rõ rằng mối quan hệ với Campuchia không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn đóng vai trò then chốt trong việc củng cố hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho khu vực Đông Nam Á. Là hai thành viên của ASEAN, sự hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia đã tạo nên những giá trị to lớn vượt ra khỏi khuôn khổ song phương, đóng góp tích cực vào sự ổn định và thịnh vượng chung của toàn khu vực, từ kinh tế chính trị đến văn hóa quốc phòng, Mỗi lĩnh vực hợp tác đều góp phần tạo nên sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia, không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn vì mục tiêu lâu dài xây dựng một môi trường phát triển bền vững và hòa bình. Tuy nhiên, để mối quan hệ này đạt được những bước tiến xa hơn, cần có những hành động cụ thể và thiết thực hơn nữa. Một trong những ưu tiên hàng đầu là việc giải quyết thấu đáo các vấn đề biên giới, đảm bảo rằng những tranh chấp nhỏ không trở thành rào cản lớn. Sự minh bạch, công bằng và tôn trọng trong quá trình đàm phán sẽ là chìa khóa để củng cố lòng tin giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Về văn hóa, việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, sẽ giúp xóa bỏ định kiến, nuôi dưỡng sự hiểu biết và tình cảm gắn bó. Sự giao thoa văn hóa chính là cầu nối bền vững nhất giữa hai dân tộc, tạo nền tảng cho một tương lai hòa hợp và thịnh vượng trong bối cảnh quốc tế đầy biến động mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với campuchia không chỉ là nhu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài của việt nam đây không chỉ là sự lựa chọn mang tính thời điểm mà còn là cam kết vì lợi ích chung của cả hai quốc gia và toàn khu vực campuchia và việt nam với sự gắn bó sâu sắc về địa lý lịch sử và văn hóa hoàn toàn có khả năng trở thành hình mẫu hợp tác láng giềng lý tưởng trong khu vực đông nam á dẫu biết con đường phía trước vẫn còn không ít thách thức nhưng chính tinh thần đối thoại, sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau sẽ là ánh sáng dẫn đường giúp hai nước vượt qua mọi khó khăn. Việt Nam và Campuchia không chỉ cần duy trì mối quan hệ hiện có mà còn phải coi đó là cơ hội quý báu để cùng nhau vươn lên, kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phồn vinh cho cả hai dân tộc cũng như khu vực Đông Nam Á. Còn quý vị, quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại cảm nghĩ dưới phần bình luận. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau